Thưa quý vị, thực hiện dự án trạm cập bờ cáp quang biển không gian mở, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC, đề xuất vị trí thực hiện tại khu vực Chí Linh, Cửa Lấp, với diện tích khoảng 5.000 m2. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc liên quan đến khu đất này, nên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tìm kiếm thêm một số vị trí thuận lợi khác. Cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và doanh nghiệp này vừa diễn ra. tại cuộc họp với công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC thành phố Vũng Tàu giới thiệu hai vị trí đất cho nhà đầu tư nghiên cứu gồm khu vực Long Cung thuộc tập đoàn Hải Châu và trụ sở cũ của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC ra soát lại có ý kiến chính thức vào ngày 12 tháng 7. Trên cơ sở đó, thành phố Vũng Tàu cùng với các sở ngành tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.